Thưa quý vị, cứ vào dịp cuối năm thì nhu cầu vận chuyển vật liệu lại gia tăng. Kéo theo đó là tình trạng mất kiểm soát về tình trạng xe quá khổ, quá tải. Hệ lụy là nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng và ảnh hưởng tới tình hình trật tự, an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường. Và thực trạng này nếu không có sớm có những biện pháp để chấn chỉnh xử lý kịp thời thì nhiều tuyến đường có nguy cơ bị phá vỡ, phá nát. Ghi nhận của phóng viên VTC14 trên tuyến quốc lộ 32 qua địa bàn của huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây, Hà Nội và Tam Nông của Phú Thọ. Rửa xe đi để cho các xe nó không bị cuốn các bụi ra đường gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông khác. Chiều tối, sáng sớm, xe toàn xe to là đi. Anh thấy mất an toàn thế nào? Toàn là lỗi như các cháu đi học sinh qua đây là rất phức tạp. Xe to mà đi là nguy hiểm. Đường hỏng hết đi. Đường nát hết. Quốc lộ 32, hằn lún vệt bánh xe. Nhiều đoạn kéo dài hàng trăm mét. Một số khu vực bị lún nặng. Một ví dụ cụ thể hơn, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Thượng, huyện Ba Vì. Mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp và ô nhiễm xảy ra hàng ngày. Mỗi năm nát vét đường. Dân đây nó kêu ai được, giờ nó biết kêu ai. Phản ánh thì chắc chả thấy dân kêu ca, phản ánh chắc là vào phản ánh liệu có đến các ông hay không. Mục nát lâu rồi, mấy năm rồi. Theo phản ánh của người dân, thì nguyên nhân gây hư hỏng đoạn đường là do những chiếc xe chở bê tông Vina 21 hoạt động liên tục thuộc công ty cổ phần bê tông Vina 21. Từ khi trạm bê tông này đưa vào hoạt động, thì khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, mặt đường bị phá nát. Rất là lâu rồi nhưng không biết là xử phạt thì cũng không gặp một bên quản lý là phải ra trách nhiệm, quản lý là phải đề nghị xử phạt như thế nào cho nó an toàn, cho các cháu học sinh đi học nó an toàn. Nói chung là nó cũng phải đến mấy năm rồi. Nó người ta cứ xong thì người ta cứ thấy cái là người ta lại chỉ có nấp qua mạng thôi. Bây giờ thế nên là đi cái đường này thì bây giờ nó bụi lắm. Các xe tải về đây nhiều thì cho nên là hầu như là nó bị dằn, nên là nó bị vỡ bê tông. Thứ hai là cái nền đường trước đây nó kém. Cái nền này nó kém này. Cái nền của cái bê tông này nó kém này. Nền đường kém. Thế nên là khi đổ bê tông rồi lại cộng với công ty 21 nó làm đây, với lại của đường cái vận chuyển theo đường D cát sỏi trên D ấy, nó đi xuống đây cho nên là nó mới, cái đường này nó mới bị thế này. Thế còn trước kia thì nói chung là nó cũng để mà không có gì đi thì nó cũng không vấn đề gì đâu. Trong khi đó, theo nhà thầu dự án BOT quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, thì thời gian qua xe chở đất đá hoạt động mạnh, hệ lụy đường xuống cấp, ô nhiễm môi trường. Quan sát bằng mắt thường thì đơn vị không khẳng định được là xe nó có quá tải hay không. Thì cái vấn đề quá tải này thì chủ yếu là các lực lượng chức năng trên địa phương, thanh tra và cảnh sát giao thông người ta theo dõi và người ta nắm được thôi. Còn về vấn đề kết cấu đường thì bây giờ ảnh hưởng nhất là vấn đề về vạch sơn và mạch đường và mặt đường thôi. Đường ví dụ như là xe quá tải nếu mà nó chạy nhiều thì nó sẽ gây ảnh hưởng lún võng mặt đường, bọng nước mặt đường thì cũng gây ảnh hưởng đến cho những người tham gia giao thông khác. Quốc lộ 32 đoạn qua huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Hiện phương tiện chở vật liệu xây dựng ngày càng gia tăng, nhất là dịp cuối năm. Do đó, để ngăn ngừa tình trạng đường hỏng xuống cấp thì lực lượng chức năng cần phải tăng cường kiểm tra, xử lý mới mong vi phạm giảm.